Đây số của nó đây. Số ở trên cần số luôn. Tức là auto nó đi bao nhiêu này. Auto của nó là 35 vạn. 35 vạn. Đây, mọi người thấy cái chữ parking không? Đây, thì Alex sẽ gạt cái cần này. Gạt cái cần này. Đó, đưa xuống. Đạp nha, phải đạp thắng nha. Nhớ mọi người là phải đạp thắng nha. Nổ máy lên. Nổ máy lên. Đó, nổ máy lên, đạp thắng. Đó, nhấc lên. Nhấc cái tay lên này, nhấc cái tay lên. Gạt xuống. Đó, R là yeah. L là yeah. N là số mo. Xuống D. D thì đây là số tín. Tín thì nó có hai mức, tín tín 2 và tín 1. Đó, để cho mình leo dốc á. Thì bình thường mình đi số D là ok rồi. Đó. Đó, còn khi mà mình về là mình về lại chữ P. Thì tất cả mọi thao tác này nó nằm ở trên cái cần này. Bản Escape này thì thấy kính chỉnh điện nè, làm gió nè, làm gió nè, rồi tất cả những cái thứ này đều zin hết mọi người. Đó, làm gió cũng khá là đẹp ha, kính bấm điện thì Escape ngồi cũng khá thoải mái lắm, zin nè, nỉ của nó là zin hết nha. Thì bản này nó có nó nỉ nè, cái này thì Alex cũng chưa có vệ sinh gì đâu, tính cũng tính là làm dọn dẹp lên cho nó sạch sẽ rồi mới quay clip, nhưng mà thôi thì hiện tại cái khả năng của Alex á thì cũng không thể một lúc mà để dọn hết tất cả xe được, nên là cứ quay lên thì anh em nào thích á thì có thể gửi lại Alex cho Alex chịu trách nhiệm Alex dọn cho, còn bản thân nó như thế nào thì mình cứ quay lại thì cũng giống như những clip khác thôi, mình cứ quay lại cái xe nó từ đâu, nguồn gốc như thế nào, tình trạng ra sao. Để trước khi anh em mà xuống tiền để sở hữu em nó thì nó vẫn có một cái để mình rồi Ford Escape 204. Alex sẽ đi một vòng cho mọi người coi ha toàn cảnh. Escape này để có một cái phôi đẹp á, để mà có cái phôi đẹp cứng thì đa phần là chỉ có xe từ cơ quan nhà nước ra thì mới có cái phôi đẹp thôi. Đó, cái đèn đó mình về mình đánh bóng lên hoặc mình độ rất là đẹp ha. Còn cái dàn mâm đồ vỏ chủ yếu là cái dàn khung và máy nội thất còn ok là mình chơi được. Đó, thì sơn của nó cũng xuống rồi mọi người. Đó, vì trời mưa quá, tranh thủ được cái lúc mưa này nè để lết quay review. Thì quay lại để thấy được cái tình trạng cho anh em ai mà muốn gửi Alex lại để Alex dọn á thì Alex làm độ lên kính thua các kiểu luôn. Cái đôi đèn cặp đèn phía sau đẹp ghê không, đèn bi đồ ha. Ford thì bản này là bản 2.4 và đặc biệt là hai cầu mọi người, hai cầu nha. Đó, xe hai cầu mà máy nhỏ nữa, máy 2.4 số tự động. Nói chung là thấy nó cũng khá là hiếm chứ không phải là đại trà, nên là Alex mới nhờ anh em lấy luôn. Đó thì cái phần nội thất ở bên trong á, đây phần nội thất bên trong đây, phần nội thất trong là gần như là còn zin nỉ zin hết ha. Đó, nỉ zin hết. Nói chung còn tương đối, nếu cái xe này mà anh em về mà dọn chơi off-road nhẹ nhẹ thì cũng được, hoặc là nói chung là đi xe mà có cái dạng mà hai cầu là phái à. Hen. Đi xe mà có hai cầu là hết rồi. Ở phía sau có khoang chở đồ rất là rộng rồi. Đấy, tất cả là zin hết, nguyên bản hết. Zin đét đèn đẹp luôn. À, keo chỉ ở phía sau này thì ha còn đẹp luôn á. Đó, đây mọi người quay chậm chậm lại cho mọi người thấy nè. Đó, những cái nách khe cửa này còn rất là đẹp ha. Nói chung là nó có một cái phôi đẹp á, còn mà muốn đẹp nữa thì phải độ thôi.
phải độ phải thêm tiền cho nó. Em cho nó khoảng 10-15 triệu nữa là em nó lột xác thôi. Thật sự đợt này Alex về nhiều xe quá, đi đánh bắt xa bờ nữa, ra mãi ngoài Hà Nội á. Đó, dòng keo chỉ rất là đẹp ha. Đó, nghe tiếng, mọi người nghe tiếng cửa không? Đồng đang còn sơn đồ này kia, mọi thứ đang còn cứng lắm. Đó, keo chỉ nè, keo chỉ ở bên này nè. Thì xe của công ty sổ số kiến thiết mà, đi xe này mới là hên nè. Đó, rất là cứng nha. Cảm giác cái tiếng mở cửa rất là cứng. Bây giờ là lách mở khoang máy lên ha. Xe thì bỏ từ tháng 11 năm 2020 rồi. Biển cơ quan sự nghiệp của nhà nước. Đây, khoang máy đây. Đó, khoang máy ha. Máy 2.4 16 van. Đó. Máy thì rất là khô ráo và zin nha. Được cái máy rất tuyệt vời luôn. Rồi là được thêm cả cái dàn cầu nữa. Thắng ABS rồi các kiểu. Nó dòng những cái dòng xe của Mỹ á. Cứng lắm. Bản 3 chấm, nó có cái bản 3 chấm, mà cái bản 3 chấm nó phù hợp với anh em chơi thôi. Cái này này vừa chơi mà lại vừa tiết kiệm nữa. Đó. Người nhìn nè. Nét không có va chạm đâm đụng gì hết. Con này thì không có lỗi gì hết, mình có thấy vàng sơn á. Để mà thấy mọi người thấy không? Để chỗ này bạc bằng, thấy không? Đó là trong cái quá trình mà đi á thì nó có xây sức á. Thì ông tài xế ông về ông lấy bình sơn xịt á. Xịt luôn. Đó, không có đi tốt nữa. Bộ đèn có pha laser khá là đẹp. Rồi bây giờ Alex đi qua dàn vỏ này. Dàn vỏ còn khá là mới ha. Vỏ này coi mới thay, hình như mới thay luôn. Đất lốp đồ ta. Đất lốp đâu. Cái này nó mất cái chụp vỏ. Vỏ cái đất lốp không thấy rồi. Nghe tài xế nói là cái bộ vỏ này mới thay đi được khoảng 3.000 cây rồi. Đó. Thì nó cái lốp nó đang còn gai nè. Gai còn dày cui của Michelin đó. Như hai cái mất nó hai cái chụp ở phía sau rồi. Để cái chụp đó ra ngoài mua cũng 500-600 ngàn cái. Đây là 29 này. Này, 4 cái 29 luôn này. Đó. Thì 29 đến 220 thì mới chạy được có bao nhiêu ta? Đấy, mới chạy được có khoảng 5-6 tháng gì đó bắt đưa hành lý luôn rồi. Đây mất mở cái máy lên cho mọi người coi ngang. Rồi. Nổ máy lên. Đó, máy rất là thì thầm mùa xuân luôn. Rồi, nghe đi không? Cái pho này được cái máy cực kỳ ngon ha. Máy im lắm. 4 máy thì thầm mùa xuân luôn. Đó, thì cái hệ thống dàn cầu của nó phía dưới rồi. Thống ABS. Đây, Alex quay cái gầm. Quay cái gầm cho mọi người coi này, cầu. Nè. Đó. Đóng cầu trục lắp ở phía sau còn đẹp lắm, gầm đẹp lắm. Nói chung là xe ở vùng Tây Nguyên, và các người có để ý coi, xe ở vùng Tây Nguyên gần như gầm bệ và mọi thứ nó không có mục như xe ở vùng biển. Đấy, chụp nó là cái cầu lắp ở phía sau nha, một cầu này. Đó, còn cái nguyên cái hệ vàng ở bên trước á là của cái cầu thứ hai, nó có cái nút gài cầu này.
Đấy, cái nút gài cẩu ở đây này, 4442 này, auto này, on này. Bây giờ nó mất cái bẩn rồi. Thôi xe thanh lý hay mất đồ lặt vặt lắm, nên là về thì anh em chỉ có dọn dẹp nó lại thôi. Đó, để mình mang nó cái xe, nó cái form, ví dụ như chiếc, những chiếc nó còn cứng á, mình về mình phục vụ cho gia đình mình này kia. Còn cái giá nóc đó mọi người. Đó, giá khá là đẹp ha. Hiện tại thì Alex đang dọn mấy chiếc ở trên trên Buôn Mê Thuột nè. Thì cũng gửi nhờ anh em ở trên này. Với thứ hai nữa là mình thấy được cái phần khung, phần gầm, phần bệ, mọi thứ nó còn xuất sắc, còn cứng á, để cho mình dọn nó lên cho thật là đẹp, là nét. Thì theo cái ý của mình, nó như thế nào thì mọi người bình luận ở phía dưới. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mọi người coi thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nha. Like, share để ủng hộ, để kênh phát triển trở thành một cái kênh mua bán xe thanh lý và biển xanh, biển có bộ, rồi này kia các kiểu, lớn nhất Việt Nam. Rồi, hẹn mọi người ở clip tiếp theo.